lấy hết nước ra mà không được chạm vào cái bình. Con này muốn chiến thắng thì các bạn hãy lật cái điện thoại 180 độ, nước sẽ đổ ra ngoài. Câu nào dưới đây đúng? Câu đúng là cái câu mà có 3 câu từ sai. Câu mà có 3 câu sai thì dĩ nhiên câu đó sẽ là đúng, tại vì 3 câu kia sai. Hãy giúp cô gái vui lên. Câu này muốn cô gái vui lên thì chúng ta phải phóng bự cái nhẫn này lên, bởi vì cô gái cần vàng thôi. Sau đó chúng ta đưa vào mặt cô gái. Có tất cả bao nhiêu hình tam giác? Câu này phải đếm rồi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Có 22 hình tam giác. Hãy làm cho cân thân mặt cân bằng. Các bạn bỏ cái gì lên thì nó cũng không thể nào cân bằng được. Muốn cho cái cân này nó thăng bằng thì các bạn phải bỏ hết tất cả hai con vật này xuống. Vậy là kết thúc 60 câu hỏi. Chúng ta hãy đợi game này nó update mới nha các bạn.